Cái triệu chứng thường gặp của thận như là đau đau thắt lưng, đúng không? Chúng ta hay nói là đau lưng mỏi gối. Tuy nhiên, nếu mà từ Hán Việt là yêu thống, yêu tức là vùng thắt lưng, còn lưng thì là bối, thì nó nguyên vùng lưng. Thì thận do vị trí của nó nằm ở vùng thắt lưng, yêu vi thận chi phủ, có nghĩa là thắt lưng là cái nơi ở, là thủ phủ của thận. Vì vậy, khi mà thắt lưng đau mỏi thì nói lên là do thận nó không được khỏe mạnh, nó suy nhược, không nuôi dưỡng vùng thắt lưng, trên thắt lưng nó đau mỏi. Vì vậy đau vùng thắt lưng, mỏi gối là triệu chứng để chỉ điểm bệnh lý tại thận. Thận thì khai khiếu ở tai, cho nên khi có ù tai điếc tai, nếu không liên quan tới sang chấn bên ngoài, không liên quan tới tổn thương bên ngoài mà thuộc bệnh lý nội khoa, thì chúng ta nghĩ đến là bệnh lý xuất phát từ thận. Thận thì kỳ hóa ở phát, tức là ở tóc. Thận nuôi tóc bằng tinh. Khi thận tinh suy giảm, lớn tuổi thận tinh suy giảm thì tóc cũng cũng bạc, dễ gãy rụng. Thận thì chủ cốt sinh tủy. Thận tinh nó sinh ra cốt, nó nuôi dưỡng tủy. Vì vậy khi mà thận tinh bất túc thì răng nó lung lay, dễ gãy rụng. Thận tàng tinh chủ về sinh dục. Vì vậy các rối loạn về vấn đề sinh dục ở nam và ở nữ thì đều có liên quan đến thận. Như là dương ly, có nghĩa là cái khả năng cương dương nó kém, đúng không? Mà di tinh, tinh thiểu, không khả năng sinh sản, phụ nữ kinh ít, bế kinh, vân vân. Các triệu chứng liên quan đến vấn đề sinh trưởng, phát dục, phát triển. Thì đó là nếu rối loạn chứng tỏ là thận nó hao suy. Thận thì chủ thủy, nó điều khiển bàng quang cùng với bàng quang đóng mở hợp lý để chứa đựng nước tiểu, khi nào đủ thì nó mở ra đào thải nước tiểu, điều khiển sự khai hợp đóng mở của bàng quang. Nếu mà không, bàng quang đóng mở thất thường, người ta hay gọi là bàng quang khí quá, chức năng chủ về nước tiểu, gọi là chức năng khí quá, chức năng khí quá của thận, chức năng khí quá bàng quang nó bị thất thường, thì nó có thể dẫn đến tiểu nhiều hoặc là tiểu ít. Nếu mà tiểu ít thì thủy dịch ứ động lại sẽ gây phù thủng. Thận thì chủ về nhị tiện, cho nên khi mà thận có vấn đề thì vấn đề đại tiện và tiểu tiện nó cũng sẽ xuất hiện rối loạn. Thì đó là các triệu chứng để chúng ta nhận biết được bệnh lý tại thận. Tất cả các triệu chứng nó đều suy ra từ chức năng sinh lý. Vì vậy thường lý luận cơ bản y học cổ truyền 1, học thuyết tạng phủ nó khá quan trọng, nó là tiền đề để chúng ta suy luận được bệnh lý tại tạng phủ nào. Có thể là các triệu chứng ở tâm can tỳ phế thận trong bài này nó không đủ, nhưng mà nếu chúng ta thuộc về chức năng sinh lý, thuộc về đặc điểm sinh lý, thuộc về cái mối quan hệ giữa các giữa tạng phủ với những cái bộ phận cơ quan trong cơ thể như là ngũ thể, ngũ dịch, ngũ quan, ngũ khiếu, vân vân, thì chúng ta có thể suy luận được các bệnh lý nội khoa nó có liên quan tới tạng phủ nào. Các hội chứng bệnh của thận gồm có về âm dương khí huyết thì chúng ta có thận âm hư, chúng ta có thận dương hư, chúng ta có thận khí hư, chúng ta có thận huyết hư. Ở đây thì không có thận huyết, cái huyết đó chính là cái tinh, tinh khí huyết đồng nguyên, cho nên thận huyết ở đây chúng ta sẽ thay bằng là thận tinh bất nó thiếu hụt, nó suy giảm, thận tinh bất túc. Thận khí ở đây
thì chúng ta có hai loại thận khí hư. Một là thận khí bất cố, hai là thận bất nạp khí. Thận khí bất cố thì chủ yếu nó bàn về vấn đề chủ thủy, vấn đề điều khiển về nước tiểu. Về thận khí bất cố, triệu chứng điển hình của nó chính là ở chỗ về rối loạn tiểu. Bệnh nhân thường tiểu nhiều hay là tiểu đêm, tiểu lắt nhắt, thì đó là thận khí bất cố. Còn thận bất nạp khí thì nó liên quan đến chức năng là thận chủ thu nạp, thận chủ nạp khí. Nó cho phép phế khí túc giãn cái khí xuống để giúp cho con người hít có thể sâu sâu vào đến vùng bụng, ở vùng đan điền, hít thở sâu đều thì nó mới khỏe mạnh. Nếu mà thận bất nạp khí thì con người đó không thể hít thở sâu được, người bệnh sẽ hít thở ngắn nông, hít tới ngực rồi thở ra, và cứ như thế kéo dài, nó sẽ trở thành chứng khí thúc. Thở ra thì nhiều lần, hít vào thì ngắn ít, dần dần sẽ hình thành nên bệnh suyễn chứng. Y học hiện đại người ta chỉ thấy được là hen phế quản, ta chỉ nhìn vào phế, người ta cứ điều trị ở phế, điều trị càng điều trị càng nuôi bệnh, càng dùng thuốc càng lần thuốc ngày càng tăng dần, rồi phải chuyển sang chế cái quản lý bệnh nhân hen, chia ra các cấp độ để quản lý bệnh nhân. Y học cổ truyền thì người ta nhìn sâu hơn, người ta còn biết là về vấn đề hít sâu nó còn liên quan đến thận chủ nạp khí. Cho nên y học cổ truyền thường điều trị xuyễn chứng, ngoài điều chỉnh chức năng tuyên phát túc giãn của phế khí, người ta còn phải điều chỉnh chức năng của thận bất nạp khí, thì như thế mới có thể chữa được bệnh tốt nhất, hiệu quả nhất và có thể tiệt căn. Ở đây chúng ta thấy có một đặc điểm, hình như chúng ta không có thấy ngoại tà, không thấy nội thương, xin lỗi, không thấy nội tà, không thấy ngoại tà, không thấy thực tà xâm phạm đến thận. Các bệnh của thận ở đây đa phần người ta chỉ kể về rối loạn bản thân chức năng của thận thôi, và nó chỉ rối loạn theo hướng hư suy, nó không có rối loạn theo hướng tăng. Vì vậy đến bây giờ có thể nói tổng kết tương đối rằng tâm can tỳ phế thận thì có chỉ có tạng can là có đặc tính là bệnh theo hướng tăng, đó là can khí úc kết, đó là can hỏa vượng. Còn đa phần tất cả các tạng phủ khác bệnh là bệnh theo hướng hư suy, khí huyết âm dương của chúng hư suy. Ở các tạng phủ khác thì nó có thêm các loại bệnh tà, có thể là ngoại tà, cũng có thể là sản phẩm bệnh lý thủy thấp đàm ẩm ứ huyết, nó sinh ra bên trong và nó gây bệnh, nó tác động đến. Còn ở bệnh lý của thận ở đây thì chúng ta thấy đa phần chỉ bàn về rối loạn về âm dương khí huyết của tạng thận, không bàn đến bệnh tà. Thì ở mức độ đại học có thể chúng ta chỉ học ở mức độ này. Sau này sau đại học, trong những cái quyển mà của thầy Tịnh dịch thì có thể thể nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ đầy đủ hơn. Ở đây chúng ta cũng chưa chắc là đầy đủ, đúng không? Ở thận thì thực sự mà nói nó còn một bệnh về kết thạch, nó có thể kết thạch ở, tức là sỏi, nó có bệnh về sỏi thận, sỏi niệu quản, nhưng mà ở đây thì không có bàn nhiều về bệnh này. Ở đây chúng ta chỉ thấy liên quan tới rối loạn khí huyết âm dương của thận là chính, thì chúng ta tạm thời chúng ta học bao nhiêu chúng ta nhớ để chúng ta thi. Bàng quang, triệu chứng để chỉ điểm bệnh của bàng quang chính là về rối loạn tiểu tiện. Ta biết chức năng sinh lý bàng quang nó rất đơn giản, nhiệm vụ của nó là dự trữ và đào thải nước tiểu, đóng mở hợp lý để dự trữ nước tiểu và đào thải nước tiểu, và nó hoạt động là dưới sự chỉ đạo của thận. Không. Vì vậy khi điều trị bệnh lý ở bàng quang, người ta cũng thường phải điều trị luôn cả thận, ít khi nào chỉ nhắm vào bàng quang không. Hội chứng bệnh bàng quang thì cũng có khá nhiều, ở đây chúng ta chỉ đề cập ở mức độ đại học là bàng quang thấp nhiệt. Thì có thể nói là bàng quang thấp nhiệt nôm na là có tính chất là như viêm bàng quang. Đó.
bàng quang nó đang bị viêm nhiễm. Và y học cổ truyền mà nói là có thấp nhiệt, nó đang gây hại tại bàng quang. Triệu chứng của nó điển hình ở chỗ là bệnh nhân hay tiểu lắt nhắt, tiểu đau rát, tiểu nóng rát, có triệu chứng của thấp và nhiệt toàn thân. Thì cái đó là nói sơ bộ về cái bàng quang thấp nhiệt. Hay là nói cách khác là có tình trạng đi tiểu nó đau, nóng rát, có tình trạng của viêm nhiễm bàng quang. Bây giờ chúng ta nói về thận dương hư. Chúng ta xem làm sao để nhận biết đây là thể thận dương hư. Dù là bệnh gì đi nữa, nhưng mà có một trong những triệu chứng chỉ điểm được thận, triệu chứng chỉ điểm dương hư, thì chúng ta có thể mạnh dạn chẩn đoán bệnh này là thể thận dương hư. Và chúng ta tìm triệu chứng của bệnh, tìm thêm triệu chứng của bệnh. Nội khoa sau này học cũng vậy. Muốn chẩn đoán bệnh gì, thể gì, hay nói cách khác là chẩn đoán bệnh danh và thể lâm sàng, là đầu tiên chúng ta phải tìm được triệu chứng của bệnh danh đó, kế đến là tìm triệu chứng của thể lâm sàng đó. Nếu chúng ta chỉ tìm được triệu chứng thể lâm sàng, chúng ta không chỉ điểm được triệu chứng của bệnh danh, thì chúng ta không biết thể này là của bệnh gì. Thận dương hư nó có rất trong nhiều bệnh, lâm chứng, thủy thủng, yêu thống đều có thể thận dương hư hết. Vì vậy chúng ta muốn chẩn đoán là thận dương hư trong bệnh gì, thì chúng ta phải kẹp thêm cái triệu chứng của bệnh đó thì nó mới đầy đủ. Thế thì triệu chứng chỉ điểm bệnh tại thận ở đâu? Lưng gối mỏi mềm đau, đó là triệu chứng nói lên là bệnh lý tại thận, bệnh lý tại thận. Hay là về vấn đề sinh dục, nam giới liệt dương, tức là dương ni, phụ nữ thì tử cung lạnh, hay còn gọi tắt là cung hàn, khó có con. Vấn đề liên quan sinh dục thì chúng ta nghĩ tới tới thận. Rồi phù thủng, nghĩ tới thận. Phù thủng nghĩ tới thận. Đại tiện, tiêu chảy lâu ngày không cầm, tiêu phân sống, ngũ kinh tả, tức là dính tới về nhị tiện, thận chủ nhị tiện. Thì đó là triệu chứng chỉ điểm tại thận. Thế thì chúng ta tìm thêm một vài triệu chứng của dương hư để chúng ta nhận biết đây là thận dương hư mà không phải thận âm hư hay là thận khí bất túc. Chúng ta thấy triệu chứng dương hư như úy hàn chi lạnh, yếu hàn chi lạnh, sợ lạnh, tay chân lạnh. Úy hàn sợ lạnh, ố hàn cũng sợ lạnh. Úy hàn là do dương hư sinh ra nội hàn, bệnh nhân sẽ biểu hiện là ớn lạnh, sợ lạnh, đắp chăn đắp mền thì nó hết lạnh. Còn ố hàn là gặp trong ngoại cảm, ngoại cảm biểu chứng, bệnh nhân ớn lạnh, sợ lạnh, có đắp chăn đắp mền thì cũng hơi giảm nhưng mà vẫn cứ ớn lạnh hoài, thì đó là ố hàn. Sợ lạnh, tay chân lạnh, đặc biệt là lạnh rõ ở hai chân, tức là vùng dưới. Thận thì nó chủ ở vùng dưới, cho nên bệnh nhân lạnh mà đặc biệt nhất là lạnh từ thắt lưng xuống hai chân, thì chúng ta càng khẳng định lên là đây là thận dương hư. Hoa mắt chóng mặt, triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Vậy thì thận bệnh cũng có hoa mắt chóng mặt. Không, hôm trước chúng ta khí hư cũng có hoa mắt chóng mặt, huyết hư cũng hoa mắt chóng mặt, can hóa vượng cũng hoa mắt chóng mặt, can huyết hư cũng hoa mắt chóng mặt, rồi đàm chứng cũng có hoa mắt chóng mặt. Nay chúng ta lại gặp thận, chúng ta tổng kết lại, thực sự là nếu mà gặp bệnh nhân khai hoa mắt chóng mặt thì nó có những nguyên nhân nào chúng ta liệt kê ra. Đó là tinh thần biện chứng luận trị. Tinh thần của một bác sĩ học cổ truyền là biện chứng luận trị. Biện chứng luận trị. Chúng ta nghe một triệu chứng là chúng ta lập tức chúng ta phải liệt kê trong đầu. Triệu chứng này có thể do nguyên nhân từ những bệnh gì, từ những tạng phủ nào. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục sắp xếp. Nếu mà nó do nguyên nhân này thì tính chất triệu chứng này nó phải như thế nào, nó còn kèm theo triệu chứng gì. Nếu nó do nguyên nhân kia thì nó có tính chất như thế nào, kèm theo những triệu chứng gì. Sau đó chúng ta mới hỏi tiếp bệnh nhân, chúng ta mới lần lần chúng ta loại bỏ những cái nguyên nhân mà không rõ, những nguyên nhân có thể là chúng ta loại trừ ngay. Thì đó là cái tinh thần biện chứng luận trị.
Y học cổ truyền ít khi nào mà đợi tập hợp đủ hết các triệu chứng để luận. Thường người ta cứ nghe một triệu chứng là người ta luận, người ta suy nghĩ, sau đó người ta hỏi bệnh nhân thêm triệu chứng gì đó, đó là người ta lại suy nghĩ tiếp triệu chứng này nó có ủng hộ cho cái triệu chứng trước hay không. Triệu chứng trước cũng đang chỉ điểm tại thận, bây giờ nghe thêm triệu chứng thứ hai cũng đang chỉ điểm tại thận, thế thì nó ủng hộ, thế thì càng ngày nó càng vững chắc cái lập luận, cái suy nghĩ của mình, thì gọi là biện chứng luận trị. Sau này thì do có thêm sự can thiệp của y học hiện đại cho nên chúng ta mới kết hợp thêm biện bệnh. Ngày nay thì tinh thần là biện bệnh trước, biện bệnh nó dễ hơn, chúng ta nghe một vài cái chủ chứng để chúng ta xếp vào cái bệnh gì, rồi sau đó chúng ta mới xem coi trong bệnh này thường các thể lâm sàng nào thường gặp, chúng ta bắt đầu tiến hành điện các triệu chứng hội chứng để xác định thể lâm sàng để chúng ta ra được cái bài thuốc chính xác. Chúng ta biện bệnh kết hợp với biện chứng. Còn ngày xưa thì y học cổ truyền đa phần là biện chứng, ta ít khi biện bệnh, ít khi không có đồng nghĩa là không có biện bệnh. Thực sự trong thư hàn luận mà nói vẫn có biện bệnh ở trong đó, biện chứng và biện bệnh kết hợp, nhưng mà vẫn chú trọng biện chứng nhiều hơn, chú trọng biện chứng nhiều hơn. Vì vậy nhiều khi nó tạo ra một cái vấn đề, đôi lúc không biết là bệnh gì nhưng mà biết được cái chứng đó là chỉ điểm nó rối loạn ở vị trí nào, tạng phủ nào trong cơ thể, người ta cứ nhắm vào điều trị, điều chỉnh lại cái tạng phủ đó thì tự nhiên cái triệu chứng đó mất, nhưng mà cũng không biết rõ được bệnh gì. Giống như ngày xưa một sinh viên y học cổ truyền cũng vậy, đi thi sướt mướt, thi thi tốt nghiệp khóc sướt mướt, sắp lên khóc xuống, bởi vì em ấy không biện ra được cái bệnh gì hết. Các bệnh thường gặp trên lâm sàng là bệnh đó hoàn toàn không có, bệnh nhân vào chỉ vì tê tay tê chân thôi, thậm chí không có tê chân, chỉ tê có hai cánh cẳng tay, chỉ tê tay. Trên lâm sàng thì thường gặp các bệnh như là tý chứng, di chứng trúng phong tức là bán thân bất tội, khẩu nhãn qua tà tức là liệt bẩy, hay là đau nhức cơ xương khớp, chứng tý, hay là tọa cốt phong. Bây giờ các bệnh đó bây giờ không nằm trong học, bắt nghe một cái bệnh bây giờ nó chỉ tê thôi, không biết xếp vô bệnh gì, chẩn đoán bệnh không được, khóc sướt mướt. Thì bây giờ nhiều khi cái tê đó mình cũng không biết là cái gì, chúng ta không có bệnh danh cho tê, chúng ta tây y cũng không có bệnh nào gọi là bệnh tê, nó là một cái triệu chứng, nó có thể xuất hiện trong nhiều bệnh, chẳng hạn viêm thần kinh nó cũng tê, đái tháo đường cũng có thể gây tê, hội chứng ống cổ tay cũng có thể gây tê, vân vân, nó có nhiều quá thì em đó nó rối. Y học cổ truyền thì xếp vào chứng ma mọc, nếu mà không rõ nguyên nhân thì xếp vào chứng ma mọc trước đi rồi nhắm theo ma mọc và luận. Còn nếu mà biện được à cái tê này trong bán thân bất tội, bán thân bất tội nó có thể kèm tê tay tê chân mà thể đàm thấp ứ trợ, nếu mà nó bán thân bất tội kèm tê thì xem như cái tê này là triệu chứng của bán thân bất tội, bây giờ nó chỉ có tê thôi, ngoài ra nó không đau nhức, nó không có yếu liệt, nó không có gì hết, đơn thuần cái tê, bệnh nhân cũng không có chứng tiêu khác, không có bệnh lý tây y được gọi là đái tháo đường, không có gì hết. Thế thì bây giờ biết bệnh biện bệnh gì bây giờ? Thì học cổ truyền tao không quan tâm, kệ mày bệnh gì kệ, miễn tao điều trị mày hết bệnh là được. Là tinh thần của y học cổ truyền không nhất thiết là phải biện ra được bệnh, có những bệnh nó khó quá chúng ta cứ nhắm theo biện chứng mà phải trị. Thế bây giờ có hoa mắt chóng mặt, nó có nhiều nguyên nhân giống như kệ, thế thì hoa mắt chóng mặt mà liên quan tới thận làm sao chúng ta nghĩ đâu hoa mắt chóng mặt liên quan tới thận. Bản chất hoa mắt chóng mặt liên quan tới thận là do thận kinh nó bất túc, nó không nuôi dưỡng được tủy, tủy không nuôi dưỡng được não, não thần thất dưỡng, cho nên nó không thể nào an định định hướng tốt, nó kể phát sinh ra hoa mắt chóng mặt, nó thuộc về hư chứng, nó thuộc về hư chứng. Nếu có kèm theo dương hư thì nó lại không đẩy được
cái khí huyết lên nuôi dưỡng, không đẩy được khí huyết lên nuôi dưỡng thì não cũng thiếu dưỡng, cũng hoa mắt chóng mặt, cũng thuộc về hư chứng. Thế thì hoa mắt chóng mặt thuộc về hư chứng thì thường tính chất nó không liên tục, nó thỉnh thoảng nó xảy ra, có thể trong thời gian ngắn, trong vài phút, trong nửa tiếng rồi thôi nó dừng, nó tự mất. Nó có thay đổi theo tư thế, khi nằm nghỉ, ngồi nghỉ thì nó dừng. Đó. Bất ngờ thay đổi tư thế, nằm bật dậy, đứng bật dậy, đi nhiều, bắt đầu nó thiếu nuôi dưỡng, bắt đầu nó xuất hiện hoa mắt chóng mặt. Mình cho cái tính chất đó, hoa mắt chóng mặt của hư chứng, nếu mà liên quan tới thận thận dương hư, thận dương hư thì nó phải có tính chất hoa mắt chóng mặt theo kiểu hư chứng. Ngoài ra chúng ta phải tìm triệu chứng tại thận. Ngoài hoa mắt chóng mặt, bệnh nhân có đau lưng mỏi gối, ù tai, tóc bạc, răng lung lay, lớn tuổi. Nếu có thì đó là chúng ta nghĩ hoa mắt chóng mặt đó là do thận dương hư, không nghĩ do các vấn đề khác. Nói thì nói gì, trên lâm sàng thì còn nhiều cái phức tạp. Ngay cả tôi nhiều lúc tôi đụng vô đó tôi cũng không biết là nguyên nhân gì. Bác thử nghĩ một người lớn tuổi đau lưng hoa mắt chóng mặt, xin lỗi, đau lưng ù tai mỏi gối, sau đó phát ra cái chứng trúng phong, đúng không? Vào khám với chúng ta vì di chứng trúng phong, đang tập phục hồi chức năng, lớn tuổi thì triệu chứng thận hư là nó có rồi, nó vừa bị bệnh xong, nó bị một đợt bạo bệnh thì khí huyết nó hư tổn, huyết hư gây hoa mắt chóng mặt cũng có thể. Trong cơ chế bệnh của bản thân bất xin lỗi của trúng phong cũng là do đàm ứ, nó bế tắc các mạch lạc ở các nơi mà nó sinh ra liệt mặt hay là liệt nửa người, đàm nó cũng có. Rồi cái gốc của nó là chính là tăng huyết áp, cho nên là nó mới dẫn đến nhồi máu não, xuất huyết não. Thì đây chính là cái can hỏa vượng, vượng lên hóa ra nội phong, khí huyết kịch loạn phạm não dẫn đến bệnh. Thế thì can hỏa vượng cũng có, lúc đó bây giờ tôi thấy cái nào nó cũng có hết đó, cái bệnh đó lúc đầu là rối, tất cả các nguyên nhân mình học là đều có thể xuất hiện trên cái bệnh nhân bản thân bất tội. Lúc đó phải tiếp xúc lâm sàng, khám bệnh nhân, tự cảm nhận, đánh giá tính chất kỹ thì mình mới xác định được thực sự hoa mắt này chóng mặt này do cái nào để chúng ta có cái điều trị nó tốt nhất. Đôi lúc cũng phải đánh bao vây luôn nữa, vừa đánh khí huyết hư, vừa đánh thận tinh luôn, vừa bổ thận vừa bổ khí huyết luôn, rồi thấy có triệu chứng đàm đánh luôn cả đàm luôn, đánh một lúc ba bốn thứ trên lâm sàng, đôi lúc là phải đánh bao vây như thế. Nó không giống như học thuật mà ngồi ở đây nói tào lao nói nhảm đâu. Thạc sĩ tiến sĩ chứ thua chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. Chỉ ngồi nói sách vở, nghe thì dễ. Nhưng mà vô lâm sàng nó phức tạp. Vô lâm sàng nó cứ trùng lắp, khó phân biệt. Cho nên nhiều lúc trị là phải theo cảm nhận kinh nghiệm. Vì vậy mà thầy Tịnh ngày xưa không? Nói là chúng tôi muốn dạy học cổ truyền tốt, chúng tôi phải dấn thân vào lâm sàng. Có dấn thân vào cảm nhận được thực tế thì dạy sinh viên nó nghe nó mới phục, chứ ngồi ở nhà đọc sách dạy không, nói cái gì cũng giống như rõ ban ngày, nó không phục đâu. Đi thời gian lâm sàng là riết nó chán nản, nó thấy lâm sàng không có giống như sách. Sách thì cái gì cũng rõ ràng, từng cái phân ra từng thể, lên lâm sàng không biết thể gì thể gì, chút thì giống thể này, chút giống thể kia, cùng bệnh nhân mà nó xuất hiện triệu chứng của nhiều thể giống nhau, cuối cùng không biết là phải chứng đoán thể nào, nó rối tung rối mời hết. Thành ra phải cọ sát lâm sàng đụng chuyện rồi mới có từ từ có kinh nghiệm. Điều trị trên lâm sàng cũng không giống như điều trị trên lý thuyết, lý thuyết những cái bài thuốc để trong bí thuyết để là chưng chơi thôi, chứ lâm sàng là chúng tôi phải phối hợp thuốc đủ thứ kiểu hết, gia giảm đủ thứ kiểu, không cách nào mà giống như trong sách.
sinh viên đi học 45 giờ, 33 thì tụi em còn nhỏ chưa biết, thì tụi em cứ học theo trong sách. Đúng không? Thể gì dùng cái bài trong sách dùng cho có để thi đi. Đó. Dù gì tụi em học ra xong cũng chưa cho ai tin tưởng cho tụi em trị đâu, nó phải cọ sát lâm sàng, nó phải thay đổi gia giảm theo thực tế, thiên biến vạn hóa, lũy kinh nghiệm thì mới trị bệnh được, chứ không thể nào ôm cuốn sách để đi trị bệnh. Còn nói bây giờ nếu mà thầy giỏi quá, thầy trị tốt, tại sao thầy không viết hết tất cả kinh nghiệm vô sách, làm gì có thời gian viết, một thể bệnh nó lung tung lắm, làm sao mà ngồi mà viết ra hết được. Các thầy ngày xưa cũng vậy, mấy sách của mấy thầy ngày xưa đâu phải mấy ông viết, toàn là đệ tử ông ngồi kế bên viết theo, học bắt mạch hút thuốc rồi ngồi ông nói xong rồi viết, nói xong rồi viết lại, được dài ông là đích thân ngồi viết, còn đa phần là nhờ đệ tử tổng kết, chứ làm là rất hết thời gian rồi, thời gian đâu mà ngồi viết sách. Tinh thần quỷ mị dương hư không thúc đẩy được khí huyết lên nuôi dưỡng ở não thần, cho nên tinh thần quỷ mị có nghĩa là ủ rũ buồn rầu, không có phấn chấn, sắc mặt nhợt nhạt do khí huyết nó không được dương đẩy lên, lưỡi nhạt rêu trắng mạch trầm nhược, khí huyết dương hư không cổ động được khí huyết cho nên mạch nó trầm nhược, mạch trầm bệnh nó sâu tới lý vào vào đến thận. Phù thận chủ thủy không tiểu được, tiểu ít cho nên phù, và đặc biệt nữa phù liên quan tới thận là phù từ thắt lưng trở xuống, rồi từ từ mới phù ra toàn thân, và phù mềm ấn lợm. Ở đây chúng ta có thấy có tâm quý và hòn, triệu chứng này chả liên quan gì tới thận hết, nhưng mà tại sao có ghi tâm quý và ho? Bởi vì khi mà thận dương hư mà nó đạt đến mức độ là thủy lăng tâm phế, nó không đào thải được nước tiểu, thủy thủy thấp đình tụ tràn ngập trong cơ thể, nó sẽ dâng lên, thủy khí nó sẽ dâng lên và nó xâm lăng, nó liên lụy đến tạng phế và tạng tâm, bắt đầu sẽ sinh ra đánh trống ngực hồi hộp tâm quý, và có thể gây ho mà người ta gọi là thể thủy lăng tâm phế. Y học hiện đại là những bệnh mà nó suy thận hay là hội chứng thận hư, đúng, bệnh nặng thì bắt đầu xuất hiện thành bệnh tại tâm và tại phế, nó có sự tương đồng giữa y học cổ truyền và học hiện đại. Thành ra tâm quý và ho đây không phải triệu chứng của thận dương hư, đúng, chúng ta cần hiểu đúng, nó là hậu quả sau này nặng. Học ba chớp ba nhán nói ho là triệu chứng thận dương hư, bởi vì sách của thầy Văn Dạy đó, slide ổng còn kìa, ổng còn viết chữ ho nằm trong thận dương hư, là chúng ta chết rồi, chúng ta không hiểu gì hết. Chúng ta cần hiểu là tâm quý và ho đây là triệu chứng tại tâm và phế, nó là hậu quả của thủy lăng tâm phế, thủy tà ở dưới nó dâng tràn lên, nó tác động đến tâm và phế. Nói thận dương hư có nhiều triệu chứng mà tại sao em đi lâm sàng đâu có khám được nhiều giống như thầy nói. Cái này người ta kể ra tất cả những cái gì có thể có. Mỗi người bệnh nó khác nhau, không ai cũng phải biểu hiện bệnh đầy đủ. Nó chỉ có một vài triệu chứng quan trọng là bắt buộc có, như là đau lưng mỏi gối. Hai chân nó hơi lạnh, đúng không? Hai chân nó lạnh rồi nó vô lực, thì cái đó là khá điển hình. Nhưng mà không phải là ca nào nam thận dương hư cũng bắt buộc liệt dương dương ni đâu. Đúng không? Đâu phải ca nào thận dương hư nữ là bắt buộc là phải là không có con. Nó tùy mỗi bệnh nó khác, cho nên triệu chứng khác nhau. Vì vậy chúng ta phải làm đề tài. Chúng ta làm đề tài nghiên cứu mô tả biểu hiện thận dương hư ở bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng như thế nào, bệnh nhân loãng xương như thế nào, ở bệnh nhân bị ni chứng thì như thế nào, dương ni như thế nào, ở phụ nữ tử cung hành hàn lạnh thì thận dương hư biểu hiện thế nào, ở người bị tý chứng thì thận dương hư nó biểu hiện như thế nào. Biểu hiện nó sẽ khác nhau, các triệu chứng nó không phải xuất hiện 100%, triệu chứng xuất hiện phần trăm ít phần trăm nhiều, chúng ta làm nghiên cứu để chúng ta thấy triệu chứng nào nhiều, và nó phải đặc trưng cho cái bệnh đó, chứ không phải là triệu chứng đó là áp dụng cho hết tất cả các bệnh. Thận âm hư cũng đau lưng mỏi gối, triệu chứng chị chỉ điểm tại thận,
cũng có hoa mắt chóng mặt, cũng có ù tai, triệu chứng tại thận, cũng có triệu chứng liên quan tới vấn đề sinh dục, nam thì di tinh, nữ thì kinh ít, bế kinh, hoặc là băng lậu. Băng ở đây có nghĩa là băng hà, có nghĩa là băng thời kỳ gì, băng có nghĩa là nó chảy ra nhiều, nó mất máu nhiều, người ta gọi là băng. Còn lậu là nó rỉ ra ít, nó đều là trong cái phụ nữ mà nó bị rong kinh, rong huyết nhiều thì người ta gọi là băng huyết, ít thì người ta gọi là lậu huyết, hay gọi chung là băng lậu. Thì triệu chứng liên quan tới vấn đề thận tàn tinh, chúng ta có thể thay chỉ điểm tại thận. Mất ngủ mơ nhiều. Đấy, mất ngủ là triệu chứng của thận. Còn đi thi thì hỏi, ai cũng nói mất ngủ triệu chứng của can thì hôm trước đã nói rồi. Thì mất ngủ ở đây cũng thấy ở thận, thì cũng cần hiểu là do thận âm hư. Âm hư sẽ sinh ra nội nhiệt. Nội nhiệt có thể tiến thêm bước thành hỏa vượng. Dù là nội nhiệt cũng được hay hỏa vượng đều có thể quấy nhiễu tâm tàng thần, cho nên dẫn đến bệnh nhân nằm mất ngủ, bệnh nhân bị mất ngủ và nằm mơ. Nếu mà nội nhiệt nhẹ thì mơ vẫn mơ bình thường, có thể là thức dậy không nhớ. Nhưng mà nếu mà cái nó hành hỏa vượng, nó thiêu đốt tâm tàng thần thì có thể gặp ác mộng. Bệnh nhân nằm mơ thường là gặp mơ ác mộng. Triệu chứng thận chúng ta có rồi, mất ngủ mơ nhiều là đó là hậu quả do tâm tàng thần bị quấy nhiễu. Như chúng ta thiếu triệu chứng âm hư, chúng ta phải tìm triệu chứng âm hư thì mới ra được âm hư. Hội chứng âm hư từ đầu đã nói hội chứng này nó khá là đặc trưng, nó khá là cố định, hễ gặp nó là chắc chắn là âm hư, mà hễ là âm hư thì hãy cứ kệ nó. Nó xuất hiện nhiều chỗ với nhiều hình dạng khác nhau. Có lúc thì người ta kể đủ, có lúc người ta kể triệu chứng này thiếu triệu chứng kia, có lúc người ta kể thiếu triệu chứng kia rồi dư triệu chứng nọ. Thì mặc kệ nó nằm ở đâu, mình cứ thuộc một cái bộ cố định, mình tập hợp lại, mình chắt lọc chỗ nào thận âm hư nè, can âm hư nè, tâm âm hư nè, âm hư nè, mình gom những cái đó rồi sau đó mình tổng kết là mình ra được một cái bộ triệu chứng âm hư, mình học thuộc đó. Rồi tới chỗ nào hễ mà có chữ âm hư là cứ kể nó. Bệnh nào mà anh chẩn đoán là can âm hư cũng được, thận âm hư cũng được, can thận âm hư cũng được, tâm âm hư cũng được, phế âm hư cũng được, tôi cứ âm hư tôi kể cái bộ đó là chắc chắn tôi không sai. Vấn đề có thuộc để kể hay không? 4533 mới có lần đầu đâu có thuộc nổi, nhắc tới nhắc lui rồi, nhưng mà lên lâm sàng hỏi thi cũng kêu kể triệu chứng âm hư đi, ấp ới kể không được. Việc học nhiều quá, học nhiều môn quá, thành ra cũng đâu thể nào trong nhất thời mà thuộc được. Từ từ, cứ từ từ học, cứ bị hỏi câu đó vài ba lần, về học lần sau bị hỏi trả lời được thêm chút, là đầu lần sau bị hỏi nữa là trả lời được nhiều thêm chút, tích lũy ít nhất tới chừng ra trường cũng thuộc được cái bộ triệu chứng âm hư. Hình thể gầy gò, triều nhiệt, thuộc âm hư triều nhiệt. Chúng ta nên nhớ là trước đó chúng ta học có ba loại triều nhiệt, thì này phải thuộc âm hư triều nhiệt. Đạo hãn, đổ mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt, họng khô, lưỡng quyền đỏ, hay có người gọi là lưỡng quyền triều hồng, tức là hai gò má đỏ. Đấy là chỉ là hai gò má đỏ chứ không phải đỏ toàn mặt nha. Rồi tiểu vàng, tiêu phân có hơi táo, lưỡi đỏ, ít tân dịch, tế sát. Nếu mà ở thận thì mạch sẽ trầm tế sát. Nó cứ loay hoay như thế, cái bộ triệu chứng của âm hư, lặp đi lặp lại cũng có bao nhiêu. Thần tinh bất Thần tinh bất túc, chủ yếu nó nhắm vào chức năng của thận tàng tinh, nó liên quan đến sự sinh trưởng, phát dục và phát triển. Cho nên nếu mà trẻ em, gì mà cha mẹ lúc mà mang thai không có điều hộ tốt, không có bảo dưỡng tốt, sinh ra bẩm phú bất túc, sinh ra cái gen di truyền, cái sức khỏe nó yếu, thì nó sẽ biểu hiện em bé nó phát triển phát dục chậm. Phát dục tức là khả năng nó dậy thì, có khả năng sinh con thì gọi phát dục, còn phát triển là nó
tăng chiều cao, tăng thể trọng, phát triển. Em trẻ nó sẽ phát triển phát dục chậm, nó còi cọc, nó thiếu canxi, nó chậm phát triển về trí tuệ, trí lực. Não là nơi bể của tủy, não là cái bể của tủy. Tủy thì được nuôi dưỡng bởi tinh, bởi thần tàng tinh, thần tinh bất túc, chậm phát triển trí tuệ, động tác chậm, xương lỏng xưa xương thiếu, cho nên là thấp chậm đóng, xương cốt yếu mềm. Còn đối với người trưởng thành, nếu mà bị rơi vào thần tinh bất túc thì cái số lượng tinh trùng nó giảm, chất lượng tinh trùng giảm, cho nên là khó có con, hoặc thậm chí không có con, hiếm muộn. Phụ nữ thì kinh nguyệt ít, thậm chí nặng bế kinh, giảm khả năng sinh lý. Còn người lớn, không, khi lớn tuổi bắt đầu xuất hiện thần kinh bất túc thì bắt đầu lão hóa, lão hóa nhanh, tóc rụng, răng lung lai, ù tai điếc tai, biểu hiện do thần kinh nó nuôi dưỡng tóc, nuôi dưỡng răng, nuôi dưỡng tai, nuôi dưỡng xương. Thì bây giờ nó bất túc, nó không nuôi dưỡng, thì các dự điểm đó nó xuất hiện. Thần kinh nó không nuôi dưỡng được, não đâu hay quên, mắc bệnh Alzheimer, lớn tuổi Alzheimer hay quên, hay là thiếu nuôi dưỡng, bắt đầu xuất hiện chiến chấn, Parkinson, bệnh ở não, động tác trì trệ, tinh thần trì đốn, đần độn hay quên, vân vân. Nó biểu hiện về cái sự phát triển phát dục, nếu là thần kinh bất túc. Thận khí bất cố, ở đây muốn nói tới khả năng của thận chủ thủy. Cũng xin nhắc lại, đúng không? Khí, đúng không? Về khái niệm, nó là một cái loại hoạt chất vô cùng bé nhỏ nhưng mà hoạt lực rất mạnh. Hay nói cách khác, bây giờ nó khái niệm về vật chất. Nhưng mà khi mà cái khí mà nó đi với tạng phủ thì người ta sẽ hiểu không còn là khái niệm về vật chất nữa, mà hiểu nó là chức năng. Tâm khí là chức năng của tạng tâm, thần khí là chức năng của tạng thần. Bây giờ chức năng gì? Người ta đang muốn nói chức năng chủ thủy. Chức năng chủ thủy, chức năng về tạo ra nước tiểu, rồi phân bố nước tiểu xuống bàng quang, rồi chức năng điều khiển bàng quang đóng mở hợp lý để đào thải nước tiểu. Người ta đang muốn nói chức năng đó. Bây giờ chức năng chủ thủy này nó không cầm cố được thì sẽ xuất hiện triệu chứng gì? Không, tiểu nhiều, nước tiểu không có thể nào trữ được bàng quang lâu, cho nên hay tiểu nhiều, tiểu nhiều lần, hoặc là sau khi tiểu còn xón vài giọt, nó không đóng kín, cho nên nó cứ rỉ rả rỉ rả, thường gặp ở người lớn tuổi. Thận khí nó bất cố, nó là tiểu nhiều, tiểu lắt nhắt, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, hay là thậm chí nặng hơn là không đóng được thì nó tiểu không tự chủ. Trẻ em thì thận khí nó không cầm cố được thì bàng quang nó mở lúc ngủ, đạo đá dầm, di niệu. Thì đó là các triệu chứng để nhận biết đó là thận khí bất cố. Ngoài ra chúng ta có thể kiếm thêm các triệu chứng tại thận như là về thính lực giảm, lưng gối mỏi mềm, nam thì hoạt tinh hay tạo tiết, có hay xuất tinh sớm, về vấn đề sinh dục. Thận khí nó bất cố cho nên cái tử cung nó không cầm cố được cái thai, dễ động thai, dễ sảy. Mạch thì trầm nhược, mạch vào sâu trong lý thì mạch trầm. Bệnh tại thận thì mạch nó sẽ hay suy nhược. Thế thì thận khí bất cố, chủ yếu là muốn nói về chức năng cầm cố nước tiểu. Bởi vì cũng có một thầy hỏi tiểu nhiều tiểu đêm là thận âm hư hay thận dương hư, đúng không? Sinh viên trả lời thận âm hư, thì nói sai, phải thận dương hư. Đi qua hỏi tôi nói thận âm hư cũng tiểu nhiều được, thận dương hư cũng tiểu nhiều được, tôi không quan tâm cái đó. Bởi vì thận âm hư hay thận dương hư đều là thận khí bất cố hết, cho nên được quyền tiểu nhiều hết, tiểu đêm tiểu nhiều được hết. Thì khái niệm thận là gì? Khái niệm thận khí là gì? Thận tinh, nôm na, hiểu tương đối, nó là trái thận. Anh tận thận tinh bất bất túc, đúng không? Có nghĩa là trái thận anh có vấn đề, trái thận anh có thể là teo hay là mất miếng thịt gì đó. Anh xét nghiệm ra anh thấy trái thận của anh
cái khả năng lọc nước tiểu, khả năng đào thải nước tiểu của nó sẽ kém hơn so với người bình thường, hay là những cái màng đái, màng lọc cầu thận nó có tổn thương gì đó, nó là thận tinh. Còn thận khí là chức năng của thận, khi mà rối loạn chức năng về thận khí thì xét nghiệm Tây y chưa chắc tìm được cái gì, nó vẫn bình thường, nó chỉ rối loạn chức năng. Thận khí là chức năng, nhưng mà nếu mà cái thận khí này nó đi theo hướng hưng phấn, hướng tăng, chẳng hạn nó tăng tạo nước tiểu, nó tăng thải nước tiểu, người ta gọi là thận khí dương, gọi tắt là thận dương. Còn bây giờ cái thận này nó điều khiển gì, đóng, nó khống chế, hạn chế đào thải nước tiểu, hạn chế phân bố nước tiểu, hạn chế tạo ra nước tiểu, thì ta gọi là thận khí âm, gọi tắt là thận âm. Cho nên thận âm thận dương đều là chức năng của thận hết, nhưng mà nó theo hướng tăng hay hướng giảm. Vì anh thận âm là đồng nghĩa là thận khí cũng hư, thận khí bất cố, anh được quyền tiểu đêm. Thận dương cũng là thận khí bất cố, anh cũng được quyền tiểu đêm. Trên lâm sàng những người thận âm hư vẫn có tiểu đêm, vẫn có tiểu nhiều, ai cấm? Nó mỗi thầy mỗi khác. Anh tin tôi thì anh trả lời, anh không tin thì thôi, miễn bàn. Mạnh ai nấy lo, không ông thầy nào đồng ý với ông thầy nào, đi thi hên xui, gặp ông nào trả lời đúng ý ông đó thì được. Còn hỏi tôi thì tôi trả lời đó. Anh thần âm hư anh được quyền tiểu đêm, anh thần dương hư anh cũng được quyền tiểu đêm. Tiểu đêm đó không có nói là được thần âm thần dương, anh phải tìm được thêm triệu chứng của dương hư thì nó là thần dương hư, còn anh tìm ra được triệu chứng của âm hư thì nó là thần âm hư, tiểu đêm tiểu nhiều vẫn có thể xuất hiện hết. Đúng không? Tuy nhiên cũng xin nói thêm một điều, đúng không, cái tiểu đêm tiểu nhiều dễ gặp ở thận dương hư nhiều hơn, nó dễ gặp thận dương hư nhiều hơn, nó chỉ có cái đó thôi. Thận âm hư không phải không có, nhưng mà dễ gặp nhiều ở thận dương hư, bởi vì khí thì thuộc dương, cho nên cái thận khí bất cố nó dễ gặp ở người thận dương hư nhiều hơn. Khi mà dương hư có nghĩa là khí nó hư, còn thận âm hư thì khả năng gặp thận khí bất cố nó ít hơn thôi, chứ không phải là không có. Nên chúng ta mới dễ thấy là những người mà tiểu đêm tiểu nhiều khi khám thì hay có thêm triệu chứng lạnh ở lưng, lạnh hai chân, cho nên thường chẩn đoán thận dương hư là gì, nó chỉ nhiều thôi. Đúng. Và cũng nói là trên lâm sàng thực sự cũng có những ca tôi gặp, mặc dù là chẩn đoán là thận âm hư, không, nhưng mà vẫn có tiểu đêm tiểu nhiều, điều đó là có, thực sự là có. Thận bất nạp khí, như đã nói đây muốn nói tới chức năng chủ thu nạp, chức năng nạp khí của thận, cho nên cái biểu hiện triệu chứng chính nó là chính là ho xuyển, ho xuyển lâu ngày, do nó không hít sâu được cho nên thở ra nhiều, hít vào ít, khí không nối tiếp liên tục được, tạo ra chứng khí đoạn, giống như tôi nói vài ba câu là tôi phải ngừng thở rồi sau đó mới nói chuyện tiếp. Tôi cũng có một chút có của cái thận bất nạp khí, nhưng mà chưa đến nỗi nặng, nó mới là khởi đầu ít ít. Triệu chứng chỉ điểm tại thận, lưng gối mỏi mềm, tự hãn, triệu chứng của khí hư, thì thận khí hư tức là khí hư cho nên có thể xuất hiện tự hãn, uể oải mệt mỏi tiếng nói nhỏ khẽ, mạch trầm nhược, đó là triệu chứng của khí hư. Nặng hơn thì xuyển tức gia tăng, mồ hôi đầm đìa, khi mà khí khí nó hư nặng thì nó không điều khiển đóng mở lỗ chân lông hợp lý được, lúc nào nó cũng dễ mở ra cho mồ hôi đổ nhiều. Đầu hôi đổ nhiều thì dương khí nó cũng theo đó nó sẽ thoát ra cho nên chi nó sẽ lạnh, vân vân. Cái các triệu chứng ở bên dưới nặng hơn thì xuyển tức gia tăng, mồ hôi đầm đìa, chi lạnh, vân vân. Cái triệu chứng đó là triệu chứng của người bị xuyển nặng. Khi bị xuyển nặng, thận bất nạp khí nó lâu thì nó sẽ biểu hiện ra cái triệu chứng đó. Ở đây chúng ta cũng không tiện chúng ta phân tích cơ chế của từng triệu chứng. Bàng quang thấp nhiệt,
có thấp và nhiệt, nó gây hại bàng quang, cho nên nó biểu hiện của thấp nhiệt như là tiểu gắt, tiểu nóng, tiểu đau, tiểu nhiều lần, do bàng quang nó bị kích thích, cho nên có một chút nước tiểu là nó kích thích mở bàng quang đi tiểu, nó tiểu nhiều lần nhưng mà mỗi lần tiểu có một chút, đúng không? Nước tiểu vàng ngắn ít biểu hiện của nhiệt, đúng không? Rồi bụng dưới tiểu phúc thì nó trướng mãn do thấp nhiệt, nó xâm phạm ở vùng bụng dưới, tức là nó có bị tình trạng viêm cho nên nó đau trướng, nó cứ đau đau ở ở chằng chằng ở bụng dưới. Đi tiểu thì nó ra được nước tiểu thì nó giảm bớt được một chút, nhưng sau đó thì nó lại đau, nó kích thích đi tiểu. Ngoài ra bàng quang với thận có liên quan cho nên nó có thể kèm theo đau lưng. Nếu mà nặng, thấp nhiệt nặng nó làm tổn thương lạc mạch thì bệnh nhân có thể tiểu ra máu, hay là nếu mà là do sỏi ở bàng quang, kết thạch ở bàng quang nó gây viêm nhiễm ở bàng quang tạo ra thấp nhiệt bàng quang thì lúc đó ngoài cái đi tiểu đau nóng rát thì có thể tiểu ra sỏi. Lưỡi đỏ, rêu vàng là của nhiệt chứng, còn rêu và nê là của thấp chứng, mạch sát là của nhiệt chứng. Nếu mà có thêm mạch hoạt sát là của thấp nhiệt. Chúng ta tìm được triệu chứng là rối loạn về tiểu là của bàng quang, triệu chứng của thấp nhiệt, thấp như là rêu nê, mạch sát, mạch hoạt, nhiệt chứng là lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch sát. Kế đến chúng ta nói là hội chứng bệnh của tạng phủ kim bệnh. Hồi nãy là chúng ta nói là từng tạng phủ. Giờ chúng ta gáp các tạng phủ lại. Nói cái từng tạng phủ là nó đã dễ. Chúng ta đã là ráp rồi. Chúng ta muốn chẩn đoán một cái hội chứng bệnh theo tạng phủ nào đó, chúng ta tìm được triệu chứng của tạng đó và triệu chứng của cái khí huyết âm dương tương ứng thì chúng ta ra chẳng hạn như thận dương hư, không? Thì thuộc triệu chứng của thận, thuộc triệu chứng của dương hư, hai cái cộng lại sẽ ra được thận dương hư. Thì tới tạng phủ kim bệnh thì chúng ta cũng tìm triệu chứng của hai tạng và triệu chứng của âm dương khí huyết rối loạn tương ứng thì chúng ta sẽ ra toàn bộ là chúng ta sử dụng công thức lắp ráp chứ chúng ta hoàn toàn không có học thuộc gì hết. Muốn học thuộc là học thuộc cái gì, không học thuộc khí hư gồm triệu chứng gì, huyết hư gồm triệu chứng gì, huyết ứ triệu chứng gì, xuất huyết triệu chứng gì, huyết nhiệt triệu chứng gì, tâm bệnh triệu chứng gì, thận bệnh triệu chứng gì, can bệnh triệu chứng gì, những cái đó là phải học thuộc. Âm hư triệu chứng gì, biểu chứng triệu chứng gì, dương hư triệu chứng gì, thì cái đó phải học thuộc. Còn đến đây là ráp, nhiệm vụ là ráp thôi chứ đến đây không không học nữa, không đủ sức đâu mà học. Tới đây là ráp tìm cách để nhận định. Trên lâm sàng cũng vậy, bệnh nhân là người ta có triệu chứng gì chúng ta thu thập sau đó chúng ta suy, chứ đâu trên lâm sàng đâu có cái kiểu là bây giờ tôi cho anh một cái bệnh, tôi gọi là cái bệnh đó là bệnh yêu thống thể thận dương hư, anh vui lòng anh hãy liệt kê triệu chứng ra, đâu có ai cho thi kiểu đó. Cho nên nó đâu có sợ thi theo kiểu xui, chúng ta thi theo kiểu ngược, người ta cho triệu chứng kêu mình tìm cái bệnh đó đi, tìm hội chứng đó đi, cho mình thuộc không nhất thiết là thuộc hoàn toàn nhưng mà thuộc được càng nhiều càng tốt, rồi sau đó mình tìm được vài triệu chứng là chúng ta suy luận được hết. Chúng ta xem cái bệnh kim bệnh tạng phủ mà nó đi chung với nhau chúng ta có cái gì. Đó. Chúng ta có 12 cái tạng phủ kim bệnh, kim bệnh chứng. Tuy nhiên chúng ta cũng không học hết đâu, chúng ta chỉ học vài cái thôi. Chúng ta có tâm thận bất giao, có nghĩa bệnh lý tại tâm và tại thận. Tâm thận dương hư, bệnh tại tâm và tại thận. Tâm tỳ lưỡng hư, bệnh tại tâm và tỳ. Tâm can huyết hư, bệnh tại tâm và can. Tâm phế khí hư, về tâm tâm và phế và khí hư. Tâm phế khí hư, tỳ phế khí hư, tức là tỳ khí hư và phế khí hư. Tỳ thận dương hư có nghĩa là tỳ dương hư và thận dương hư, phế thận âm hư là phế âm hư và thận âm hư, can thận âm hư là can âm hư và thận âm hư, can tỳ bất đều có nghĩa là giữa can và tỳ, bệnh tại can liên lụy đến tỳ hoặc ngược lại bệnh tại tỳ liên lụy tới can, can vị bất hòa giữa can và vị nó xung đột với nhau, bệnh của thằng này nó làm ảnh hưởng thằng kia, can hóa phạm phế bệnh lý
do can hỏa xuất phát từ tạng can nó sinh ra cái hỏa, rồi cái hỏa này nó qua thiêu đốt về. Thì chúng ta có 12, 12 cái, đúng không? Thì chúng ta xem coi hội chứng nó như thế nào. Chúng ta học cái đầu tiên là tâm thần bất giao. Tâm thần bất giao thì trước khi nói về biểu hiện lâm sàng, xin giới thiệu một chút thế nào tâm thần bất giao. Về mặt sinh lý mà nói, tâm thuộc hỏa ở trên, thận thuộc thủy ở dưới. Tâm hỏa nó sẽ tỏa hơi nóng xuống dưới để làm ấm thận thủy bên dưới. Thận thủy ở bên dưới thì nó lạnh, thì nó lại tỏa cái hơi lạnh lên trên để làm giảm bớt sức nóng của tâm hỏa ở trên. Hơi nóng bên dưới tỏa xuống, hơi lạnh bên trên tràn lên. Hai cái giao thoa nhau giữ cho thân nhiệt được ổn định. Người ta gọi là tâm thận tương giao, đúng không? Hay còn gọi là thủy hỏa ký tế. Thủy là thận, tâm là hỏa, thủy hỏa nó ký tế, nó ký sinh trùng lẫn nhau, nó dựa vào nhau. Tế là cứu tế, nó ký sinh trùng lẫn nhau và nó cứu tế lẫn nhau, nó dựa vào nhau để sống. Tâm thần tương giao, tâm thần ký tế, sinh lý, thủy hỏa ký tế. Tâm thần bất giao xuất hiện bệnh lý. Tâm hỏa ở trên thì nó kháng thịnh, tâm hỏa ở trên nó kháng thịnh, nó không chịu tỏa hơi nóng xuống dưới mà nó tỏa ở vùng trên thôi. Thận thủy thì nó chỉ lan tràn ngập hơi lạnh ở dưới mà nó không lan lên trên, tạo ra tình trạng ở trên thì nóng, ở dưới thì lạnh, thượng nhiệt hạ hàn. Chúng ta gọi là tâm thần bất giao, hay là thủy hỏa bất tế. Thủy hỏa nó không cứu tế nhau nữa, thủy hỏa bất tế, tâm thần bất giao, thủy hỏa bất tế, xuất hiện bệnh lý. Thì cái hội chứng này, cái triệu chứng đặc trưng của nó chính là mất ngủ. Mất ngủ, và ở phía trên thì lồng ngực thì nó phiền muộn, nó bực bội. Cái hơi nóng nó cứ hừng hực bực bội khó chịu, tâm phiền, luôn luôn lo lắng suy nghĩ không yên, cứ lo nghĩ này lo nghĩ kia. Rồi xuất hiện thêm đánh trống ngực hồi hộp, tâm quý bất an, nó không có yên ổn được, nó cứ phiền muộn hoài. Tâm phiền mất ngủ là triệu chứng quan trọng của cái tâm thần bất giao. Và chúng ta tìm triệu chứng tại tâm, không dù gì triệu chứng tâm phiền mất ngủ là chỉ tại tâm rồi. Ngoài ra triệu chứng tại tâm là có tâm quý, có tâm quý, rồi có ngũ tâm phiền nhiệt. Ngũ tâm phiền nhiệt là hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và lòng ngực, thì tại tâm cũng có cái tâm phiền nhiệt. Chúng ta có được triệu chứng tại tâm. Triệu chứng tại thận, tìm triệu chứng tại thận. Chóng mặt, ù tai hay quên, đúng không? Hồi nãy chúng ta học rồi, triệu chứng thận chóng mặt, ù tai hay quên. Mỏi thắt lưng, di tinh, đúng hoặc là vùng thắt lưng và vùng chân nó lạnh, mỏi nặng lạnh, biểu hiện của thần bệnh. Ngoài ra chúng ta thấy có thêm triệu chứng của âm hư, âm hư nội nhiệt, ngũ tâm phiền nhiệt, họng khô, miệng táo, lưỡi đỏ, mạch tế sáng, triệu chứng của âm hư. Thì chúng ta ra được là triệu chứng tại tâm có, triệu chứng tại thận đó, và triệu chứng quan trọng là triệu chứng mất ngủ. Chúng ta ra được tâm thần bất giao. Tâm thần bất giao. Tâm can huyết hư. Hội chứng tâm can huyết hư là tâm huyết hư và can huyết hư. Thế thì nhiệm vụ muốn chẩn đoán tâm can huyết hư thì vui lòng tìm triệu chứng của huyết hư, vui lòng tìm triệu chứng của tạng tâm, tìm triệu chứng của tạng can. Thì chúng ta ra tâm can huyết hư. Can huyết hư phía trước học rồi. Can nó nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng mắt nè, nuôi dưỡng cân cơ nè, nuôi dưỡng móng. Can huyết hư thì những chỗ đó nó xuất hiện bất thường thì tìm những triệu chứng đó đi. Còn tâm huyết hư là nó nuôi dưỡng trái tim, nuôi dưỡng tâm tàng thần. Bây giờ nếu mà tâm không tàng thần mất ngủ, hay là trái tim nó đánh giống ngực hồi hộp, tâm quý chính xung, thì chúng ta có tâm huyết hư. Chúng ta tìm được cái triệu chứng đó thì chúng ta cứ chẩn đoán là tâm can huyết hư.
Ngoài ra có thể kiếm được triệu chứng huyết hư toàn thân, sắc mặt nhợt nhạt, móng tay móng chân, xin lỗi, sắc mặt nhợt nhạt, niêm mạc mắt nhợt nhạt, lưỡi nhợt nhạt, mạch trầm, ô xin lỗi, mạch vô lực, đúng không? Mạch vô lực thì chúng ta ra được triệu chứng huyết hư toàn thân, hay là huyết hư không nuôi dưỡng não thì hoa mắt chóng mặt, chúng ta ra được tâm can huyết hư. Chúng ta thử coi những cái chúng ta suy đoán có hay không. Tâm quý chính xung, mất ngủ mơ nhiều, triệu chứng tại tâm chúng ta có. Chóng mặt ù tai, chóng mặt thì là do huyết hư không nuôi dưỡng. Ù tai, tâm thì nó không dính dáng gì tới ù tai rồi, cái này chắc là triệu chứng tại tạng can, đúng không? Can nó liên kết với đởm, kinh lạc nó có mối quan hệ, cho nên là đởm thì nó lại có đi dòng ở lỗ tai. Can huyết hư có thể dẫn đến là cái kinh đởm nó cũng hư, nó không nuôi dưỡng được vùng tai cho nó ù tai. Sắc mặt không tươi, trắng nhợt là huyết hư. Nói chung can huyết hư chúng ta có hai mắt khô rát, thị lực giảm, móng tay móng chân không tươi, tay chân tê, can chủ cân, đúng không? Cò thắt, đường kinh can, không nó đi xuống, nó đổ vào mạch nhâm, mạch mạch xung mạch nhâm, để đổ vào tử cung để nuôi tử cung. Bây giờ can huyết hư cho nên không có huyết đổ vào tử cung, cho nên kinh nó sẽ ít lại, thậm chí là bế kinh. Lưỡi nhạt, mạch tế nhược, biểu hiện của khí huyết hư suy. Thế thì chúng ta có đủ triệu chứng của tâm huyết hư, can huyết hư, thì chúng ta chẩn đoán tâm can huyết hư. Tâm thận dương hư có nghĩa là tâm dương hư và thận dương hư, gọi chung là tâm thận dương hư. Chứng tại tâm, tâm quý chính xung là triệu chứng tại tâm. Triệu chứng tại thận đâu? Phù chân, phù chân, nghĩ tới tại thận. Nếu thêm được đau lưng mỏi gối tối tốt, cái này chắc chắn cũng sẽ có đau lưng mỏi gối thôi, trong này không ghi, tự viết vô thêm. Triệu chứng của thận có phù, phù chân, có đau lưng mỏi gối, có tiểu không thông, không có tiểu không thông, triệu chứng của thận. Triệu chứng dương hư đâu? Triệu chứng dương hư lạnh, sợ lạnh, tay chân lạnh, thần trí mông lung, muốn ngủ hoài. Dương hư nó không thể nào vận hành được khí huyết lên phía trên để nuôi não, cho nên cái đầu nó không có tỉnh táo, nó thiếu nuôi, thành ra nó cứ lơ mơ, thiếu dinh dưỡng, cho nên nó cứ muốn ngủ hoài. Triệu chứng của dương hư. Dương hư cho nên không khí hóa, chức năng khí hóa của bàng quang bị kém, cho nên tiểu không được nhiều, tiểu ít, nước tiểu nó ứ đọng lại, nó dẫn đến đến phù. Và chúng ta thấy là khi mà dương hư nó không vận hành được khí huyết lưu thông tốt, thì một thời gian bắt đầu nó sẽ sinh ra khí trệ và huyết ứ. Khí thì khí cơ thì bị trở trệ, không hành được huyết rồi sẽ sinh ra huyết ứ, bắt đầu xuất hiện triệu chứng của huyết ứ. Môi móng nó có xuất hiện tối, đúng, ứ huyết xanh tím, lưỡi có thể là xanh tím, xuất hiện một chút triệu chứng của huyết ứ. Mạch trầm vi tế, mạch của thận dương hư, mạch trầm vi tế. Ti thận dương hư, tỳ dương hư và thận dương hư. Triệu chứng của tỳ, tìm triệu chứng của tỳ, chúng ta gọi có tiêu chảy nè, có lỵ mạn tính nè, có ngũ canh tiết tả nè, có tiêu phân sống nè. Các triệu chứng đó là liên quan đến chức năng tỳ dương hư. Thận, tiểu không thông nè, phù chân nè, thậm chí là nặng thì bụng nó trướng to như cái trống, triệu chứng của thận. Dương hư đâu? Úy hàn chi lạnh nè, ở thận ở trên còn có cái lưng gối và bụng dưới đau lạnh, đúng không? Lưng gối đau cũng là của dưa thận. Dương hư thì chúng ta có úy hàn chi lạnh, đúng không? Có tiểu không thông, có phù, triệu chứng của dương hư. Ở đây lưu ý tiêu chảy mạn tính hay là lỵ mạn tính,
hay là ngũ canh tiết tả và tiêu phân sống, à, tiếng Hán Việt gọi là hạ lợi thanh cốc, tiêu phân sống. Triệu chứng này theo quan điểm riêng của tôi là tỳ thận dương hư. Một số người cho rằng tỳ dương hư đã có triệu chứng này, nhưng mà theo tôi thì nên là tỳ thận dương hư mới có tới triệu chứng này. Khi mà thận dương chưa hư, chỉ mới bắt đầu là tỳ dương hư, có thể là tỳ khí hư xuất hiện đầu tiên, sau đó dần dẫn đến tỳ dương hư, nhưng mà chưa đến nỗi liên lụy tới thận dương hư. Ở chỉ mức độ tỳ dương hư thì bệnh nhân chỉ là tiêu chảy, tiêu phân lỏng thôi. Tiêu chảy, tiêu phân lỏng. Còn mà xuất hiện ngũ canh tiết tả rồi, hoặc là xuất hiện là tiêu phân sống, ăn cái gì là tiêu ra cái đó, ăn cái gì tiêu ra cái đó, ăn cháo tiêu ra cháo, ăn thịt chà bông tiêu ra thịt chà bông, ăn rau muống tiêu ra rau muống, hoàn toàn không được phân vàng gì hết, thì mức độ này khá nặng, nó phải tới mức độ là tỳ thận dương hư thì mới ra được cái này. Chỉ là tiêu phân lỏng, tiêu chảy, có thể tiêu chảy kéo dài được thì chấp nhận là tỳ dương hư, nhưng mà ngũ canh tiết tả hay là tiêu phân sống thì bản thân tôi không chấp nhận là tỳ dương hư, tôi chỉ chấp nhận là tỳ và thận dương hư, nó phải nặng cái mức độ đó. Canh tiết tả là gì cũng xin nói thêm, ngũ canh tiết tả là hễ tiết canh năm là bị tiêu chảy gọi là ngũ canh tiết tả. Không, canh năm ở phương Đông chúng ta là lúc mặt trời vừa mới mọc, dương khí vừa bừng tỉnh là rơi vào canh năm. Nhưng mà ở nước ngoài, ở trong Mỹ nó ngược với chúng ta, canh năm của chúng ta thì nó khác với bên kia, thì không thể nào canh canh năm mới được gọi là ngũ canh tiết tả. Hay là thậm chí giữa các nước châu Á với nhau cũng vậy, nó lệch nhau 1 2 múi giờ, cũng không thể nào lấy canh năm. Canh năm này lấy theo Trung Quốc, thế người ta sau này người ta mới nói là tỳ thận dương hư là lúc mà cái dương khí nó vừa chớm dậy, lúc mà mặt trời vừa mới mọc thì bệnh nhân xuất hiện tiết tạ, thì đó chính là tỳ thận dương hư, được quy là ngũ canh tiết tạ, chứ không nhất thiết là phải đúng canh năm. Khi mà dương khí của tự nhiên nó bừng dậy thì theo cái sự thuận ứng giữa thiên nhân hợp nhất thì dương khí của con người cũng phải thức dậy, nhưng mà do dương khí con người nó hư cho nên nó không theo kịp được cái dương khí bừng dậy ở bên ngoài, thành ra nó dẫn đến rối loạn chức năng cố sáp của tỳ vị và đại tràng. Và lúc này thận dương cũng hư cho nên không đủ sức để cầm cố, vì vậy mà tỳ vị đại tràng nó sẽ không thể nào lưu giữ được thức ăn, lưu giữ được cái dinh khí, cái dinh dưỡng ở trong cơ thể, mà nó sẽ đi xuống dưới, nó hóa thành thấp, tạo ra tiêu chảy. Thì tóm lại đối với tỳ thận dương hư thì cái triệu chứng quan trọng là cái ngũ canh tiết tả hay là hạ lợi thanh cốc, lưu ý giùm cái đó. Ngoài ra chúng ta thấy được triệu chứng của tỳ như là ăn uống kém, đau lạnh bụng, đúng không? Triệu chứng của thận như là đau lưng gối, tiểu không thông, phù. Dương hư là lạnh, tay chân lạnh, quý hàn. Còn tâm thần bất giao, tâm thận bất giao thì quan trọng nó chính là cái triệu chứng mất ngủ, cái tỳ thận dương hư và cái tâm thần bất giao, hai cái này gắng cố gắng để ý tí xíu, hai cái này khá đặc biệt, nó có cái triệu chứng quan trọng để nhận biết nó. Can thận âm hư trên lâm sàng chúng ta gặp cái này suốt, đúng không? Thế chúng ta thử có phân tích tìm được can thận âm hư hay không.
Hoa mắt chóng mặt ù tai. Hỏi các bạn chứ đây là do can hay do thận. Do thận, trong trường hợp này nên nghĩ do thận. Bởi vì nếu mà chóng mặt, hoa mắt chóng mặt liên quan tới can phải là can hóa vượng, thì hoa mắt chóng mặt của nó sẽ là hoa mắt chóng mặt kiểu liên tục, không thay đổi theo tư thế, hoa mắt chóng mặt nhiều kèm theo triệu chứng của hỏa vượng. Bệnh nhân này không có. Và bệnh nhân này người ta là âm hư chứ không phải huyết hư. Cho nên cũng không thể nào luận là hoa mắt chóng mặt kiểu thỉnh thoảng, kiểu hư chứng của can huyết hư. Có không ra. À, suy ra cái này là hoa mắt chóng mặt này, hoa mắt chóng mặt do thận âm hư. Thận tinh thì nó phụ thuộc, nó sẽ thuộc về thận âm. Đúng không? Thành ra thận âm hư ở đây nó có hàm chứa luôn cả thận tinh bất túc, nó không nuôi dưỡng được não tủy, bệnh nhân sẽ hoa mắt chóng mặt ù tai. Tủy nó không nuôi dưỡng được não, nó không nuôi dưỡng được cái vòng thính lực của tai, bệnh nhân hoa mắt chóng mặt ù tai. Hoa mắt chóng mặt ù tai này nó sẽ theo hướng của hư chứng do thận. Hay quên mất ngủ mơ nhiều, đúng không? Hay quên mất ngủ mơ nhiều là do thận tinh bất túc, không nuôi dưỡng được não tủy, cho nên là dễ hay quên. Mất ngủ mơ nhiều. Trong trường hợp này thì không cần đá động tới tạng tâm. Trường hợp này nó hơi khá đặc biệt, tại vì nó trực tiếp, nó không nuôi dưỡng não tủy. Trường hợp này khá đặc biệt, không không cần phải liên kết qua tạng tâm. Cái này là do thận tinh bất túc. Nhưng mà cũng có thể đá động tạng tâm được, đúng không? Chúng ta có thể nói theo hướng là do âm hư sinh ra nội nhiệt quấy nhiễu tâm. Đúng không? Thành ra trong trường hợp này mất ngủ bao nhiêu này cũng có thể là do âm hư quấy nhiễu tâm tàng thần, kết hợp với vấn đề là tinh không nuôi dưỡng được não tủy. Thần tinh không nuôi dưỡng não tủy cho nên não thất dưỡng cũng có thể dẫn đến mất ngủ mơ nhiều. Không. Lưng gối mỏi mềm là của thận, đau sườn là của tạng can, đúng không? Đau theo đường kinh kinh can, đau sườn. Ngũ tâm phiền nhiệt, quyền đỏ, đạo hạn, vân vân, triệu chứng của âm hư. Nam di tinh, nữ thì kinh ít, đó là triệu chứng của thận. Thế thì chúng ta có được triệu chứng của âm hư, nghiêng nghiêng đó, các dòng chữ nghiêng nghiêng âm hư. Triệu chứng của thận thì có hoa mắt chóng mặt ù tai, có lưng gối mỏi mềm, có nam thì di tinh, nữ thì kinh ít. Can chúng ta chỉ có một triệu chứng duy nhất là đau sườn. Triệu chứng rất ít đau sườn. Vì vậy trên lâm sàng chưa chắc đau sườn có. Tôi đang làm cái nghiên cứu về tình hình can thận âm hư ở cái đối tượng là bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng từ 35 tuổi trở lên, đối tượng 35 tuổi. Thì triệu chứng lâm sàng này cái tỷ lệ xuất hiện của nó rất thấp. Rất thấp. Cho nên không nhất thiết là trên lâm sàng kiếm được triệu chứng đau sườn. Mà nếu mà chúng ta không kiếm được triệu chứng đau sườn thì thông qua triệu chứng còn lại chúng ta chỉ chẩn đoán được là can thận âm hư thôi. Ta chỉ chẩn đoán thận âm hư. Muốn chẩn đoán can âm hư thì hơi khó. Vì vậy, trên lâm sàng hãy cố gắng tìm thêm đi. Tìm thêm các triệu chứng của can sẽ có thôi. Chúng ta sẽ tìm thêm các triệu chứng thông qua các triệu chứng khác, chẳng hạn coi móng nè, coi thị lực nè, có móng tay móng chân coi thị lực, tìm thêm những cái đó, hay tìm thêm chỗ cân cơ, những bệnh nhân mà nó đau co cứng cơ đó thì nó liên quan tới can chủ cân, thì đó cũng là một triệu chứng chỉ điểm cho tạng can. Chúng ta thông qua các triệu chứng khác để chúng ta chứng minh đây là can thận âm hư. Bằng không chúng ta sẽ rất khó chẩn đoán là can thận âm hư. Chúng ta chỉ ra được có cái thận âm hư. Can vị bất hòa. Can vị bất hòa, triệu chứng tại can đau, đau trên đỉnh đầu. Đó là của kinh túc huyết âm can, đau trên đỉnh đầu. Của kinh túc huyết âm can, rồi bụng sườn trướng mụn đau, đó là can khí uất trệ, cho nên cái dùng hông sườn nó trướng mụn đau.
Phiền thao dễ nộ, cái chỗ dễ nộ dễ tức giận đó là can chủ sơ tiết tình tình chí, mạch thiên huyên, mạch của tàng can, cái đó là tiệm được can. Vị đâu, vị ở hơi nức cục tào tạp, ở chua tào tạp là có nghĩa là bệnh nhân nôn ra thức ăn, bệnh nhân cảm giác nó trào ngược thức ăn ra rồi lại nuốt vô, tào tạp. Từ tào tạp có nghĩa là nó ợ ra thức ăn, ợ ra mùi, hoặc là có thể ợ ra một chút thức ăn rồi lại nuốt vô, hay là thậm chí là ợ xong rồi ói ra thức ăn luôn thì gọi là tào tạp. Gọi là tào tạp thì chúng ta đã tìm được triệu chứng của can, của vị, thì chúng ta được can vị bất hòa. Thì thông thường mà nói, trong cái tình huống này thông thường là do xuất phát từ can trước, can bị bệnh, có thể can thất sơ tiết, can tình chí bất tội, rồi nó sinh ra can uất hóa hỏa, rồi mới liên lụy qua tạng vị khiến cho vị nó không dán được, thì nó sinh ra ở vị khí không dán được, sinh ra ở chua, ở hơi, nức cục, tào tạp, ở ra thức ăn, ói ra thức ăn. Như thế chúng ta đã xong đề bài hội chứng bệnh theo tạng phủ, và xong bài hội chứng bệnh theo tạng phủ. Không, bài này kể thì rất là nhiều, tuy nhiên chúng ta chỉ học đại diện một vài thôi, một vài hội chứng chứ không học hết các hội chứng. Thì cái nào có trong giáo trình thì chúng ta thi cái đó, còn những hội chứng còn lại thì chúng ta sẽ không thi. Những cái gì có trong slide, có trong giáo trình thì chúng ta thi.